Huấn luyện viên Malaysia tự tin đánh bại đội tuyển Việt Nam sau 4 lần so tài. Huấn luyện viên Tan Chang Ho cho rằng ông với các học trò có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam giống như đã từng làm trong quá khứ. Huấn luyện viên Tan Chang Ho tiếp tục đưa ra những phát biểu tự tin trước cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Nhà cầm quân 53 tuổi này tin rằng ông hiểu rõ cách chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì thế ông tự tin vào cơ hội giành chiến thắng đầu tiên cho đồng nghiệp Park Hang-seo sau 4 lần so tài, chỉ toàn hòa và thua. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam rất nhanh và có tinh thần chiến đấu cao, chúng tôi phải cảnh giác với những đường phản công của họ và chúng tôi phải rất cẩn trọng với việc chuyển đổi trạng thái, vì bất cứ pha tấn công hỏng ăn nào cũng dẫn tới cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ phải thu hẹp khoảng trống thật nhanh để hạn chế cơ hội của đối thủ." Ông Tan Chang Ho từng so tài với huấn luyện viên Park Hang-seo 4 lần. Do vậy, vị huấn luyện viên trưởng của Malaysia có cơ sở để tự tin vào sự hiểu biết của bản thân về cách chơi của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia, huấn luyện viên Tan Chang Ho càng có thêm thông tin về đối thủ sắp tới. Malaysia từng đánh bại đội tuyển Việt Nam trước đây khi họ ở thế cửa trên. "Tôi tin rằng nếu các cầu thủ thi đấu với sự quyết tâm, chúng tôi có thể đánh bại họ," thuyền trưởng Malaysia chia sẻ thêm. Sau 6 lượt trận, Việt Nam dẫn đầu bảng G với 14 điểm, xếp thứ hai là UAE 12 điểm, Thái Lan 9 điểm và Malaysia 9 điểm. Indonesia đang có 1 điểm. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 45 ngày 11 tháng 6 trên sân vận động An Maktoum.